Đồ gỗ cũ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể các quý khách hàng. Hiện tại bây giờ đang là 9 giờ 30 tối ngày mùng 7 tháng 9 năm 2019. Cửa hàng đồ gỗ cũ Bùi Tuấn của chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp chị Trang. Chị đến từ làng Dừa, Linh Xá, Thuận Thành, Bắc Linh. Thì chị đến trực tiếp cửa hàng chúng tôi để xem và ký duyệt là một cái sản phẩm, là một cái sập mảnh trúc cũ tái chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình. Kích thước của chiếc sập này thì là 1m60 x 2m. Thì khi mà chú Linh, chú tức là bố chị, khi biết được thông tin là cửa hàng chúng tôi bán rất là nhiều món đồ gỗ cũ, thì khi cửa hàng chúng tôi mới về chiếc này thì chú đã biết được thông tin và chú đã nhờ con gái, tức là chị Trang, chị cũng gần ở chị cũng ở là thị trấn Phùng, chị buôn bán ở thị trấn Phùng thì gần ở cửa hàng chúng tôi, thì chú Linh đã bảo là chị là qua trực tiếp cửa hàng để xem cụ thể chi tiết cái món sản phẩm mà cửa hàng chúng tôi vừa về. Khi mà chú biết được thông tin thì khi mà đến trực tiếp cửa hàng thì giữa chú với chị đã thảo luận và rất là ưng ý cái sản phẩm là một chiếc sập mảnh trúc hàng đẳng cấp và đỉnh cao như này. Thì cửa hàng của chúng tôi vừa về trong buổi chiều ngày hôm nay, tức là nôm na là vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng trong ngày hôm nay. Thì chị và chú đã quyết định chốt mua, giao lưu và ủng hộ cửa hàng của chúng tôi một chiếc sập mảnh trúc như thế này. Thì nhân dịp cái video clip này thì cửa hàng chùa đố cũ Bùi Tuấn của chúng tôi cũng xin chúc chị và toàn thể gia đình chú Linh là có một sức khỏe dồi dào, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Thì quý vị nào mà quan tâm đến đồ gỗ cũ thì có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi qua cái số điện thoại là 0985 230 858, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo số điện thoại ở trên đây để lấy thêm thông tin và hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Thì ngoài cái sản phẩm này ra thì cửa hàng của chúng tôi bán rất là nhiều những cái món đồ gỗ khác như sập gụ, tủ chè, bàn ghế các loại. Quý vị nào mà quan tâm thì có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi. Và đây là hình ảnh là chị đang ký xác nhận chiếc sập này và chị cọc tiền. Và chú bảo là chú Linh đã bảo là tầm khoảng độ tuần lễ trở lại thì khi nào mà ngày lành tháng tốt thì chú tiện, thì xong nhà mà có chỗ kê thì là chú sẽ trở trong một tuần đổ lại. Đấy, quý vị có thể thấy là chiếc sập mảnh trúc này thì chúng tôi đã giới thiệu với quý vị rồi. Đấy, nó cực VIP và đẹp luôn. Thì chú Linh đã mua trượt một chiếc sập trúc. Bận trước là chúng tôi bán cho một bác ở Hà Tĩnh. Thì lay về cửa hàng chúng tôi về một chiếc sập này thì chú đã chốt luôn ngay trong đêm. Đấy, thì có rất nhiều quý vị cũng gọi điện và hỏi thăm cái chiếc sập như này. Thì cửa hàng chúng tôi cũng xin khước lại là chúng tôi đã bán rồi, để thông báo cho quý vị là trường cửa hàng chúng tôi đã bán cái món sản phẩm này. Thì để cho quý vị có thể là biết cái thông tin. Đấy, có thể là sẽ đợi theo dõi cái sản phẩm sau nếu mà quý vị nào mà mua trượt cái sản phẩm như này. Thì quý vị xem video của chúng tôi thì nhớ cho chúng tôi một like và một chia sẻ và đăng ký subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng về mới nhất và thường xuyên nhất. Và hơn nữa là để cho chúng tôi, cửa hàng chúng tôi lấy thêm động lực để đi sưu tầm và làm ra những cái món sản phẩm đẹp và giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường để phục vụ tất cả quý vị ở trong Nam và ngoài Bắc. Thì sau đây thì tôi xin được dừng cái video clip ở tại đây. Và đây là cái hình ảnh của cái chiếc sập mà chúng tôi đã giao lưu với chú Linh, chị Trang. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video clip tiếp theo. Xin chào.